Theo Tổng cục Thống kê hôm 29 tháng 7, tháng 7 Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, trở thành tháng đón lượng khách cao nhất từ khi mở cửa lại vào 15 tháng 3 năm 2022. Lượng khách tăng 6,5% so với tháng 6, gấp 3 lần cùng kỳ 2022. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ vì tháng 7 hàng năm là mùa thấp điểm và mùa cao điểm khách quốc tế thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4. Trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch TAP Hoàng Nhân Chính cho biết trước dịch, lượng khách đến Việt Nam thường thấp nhất là tháng 6, tháng 7 tăng dần. Năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất là tháng 11, hơn 1,8 triệu lượt và tháng 6 thấp nhất với hơn 1,1 triệu lượt, theo Cục Du lịch Quốc gia. Hiện tỷ lệ phục hồi khách du lịch so với cùng kỳ năm 2019 cao dần, tháng 7 đạt hơn 70% còn tháng 6 là 66%, các tháng về trước thấp hơn. Theo Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel Huỳnh Phan Phương Hoàng, tháng 7 đón lượng khách cao nhất nhờ các thị trường hàng đầu của du lịch Việt đều tăng so với tháng trước như Hàn Quốc 6%, Trung Quốc 14%. Ngoài ra, sự tăng trưởng vượt bậc của du khách châu Âu với các thị trường chính Anh, Pháp, Đức cũng góp phần giúp đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách từ Na Uy, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Tây Ban Nha đến Việt Nam đều tăng mạnh so với tháng 6, trong đó khách Na Uy tăng cao nhất 250,8%, rồi đến Bỉ 154% và Đan Mạch 152%. Ông Chính cho rằng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp phần cải thiện bức tranh du lịch. Trong 2 năm 2022-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chủ trì các hội nghị nhằm tìm cách tháo gỡ, hút khách cho ngành du lịch. Bộ Văn hóa, Viện trưởng Phát triển Du lịch Châu Á Phạm Hải Quỳnh cho biết phục hồi du lịch là mong muốn của mọi cấp, từ trung ương đến địa phương. Một vấn đề mà các đơn vị luôn lo lắng khi lên kế hoạch đón khách quốc tế là chính sách visa. Vấn đề này đã được Quốc hội tháo gỡ khi cho phép kéo dài thời hạn e-visa từ 30 lên 90 ngày từ 15 tháng 8. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành thêm Nghị quyết 82 về giải pháp thúc đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch bền vững vào tháng 5. Ngoài ra, nỗ lực và sự nhanh nhạy của các doanh nghiệp du lịch đã tìm cách hút khách đến. Nhiều công ty lữ hành phối hợp với ngành hàng không trong nước mở ra các chương trình xúc tiến riêng, đến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, theo ông Chính. Tất cả những yếu tố trên được trả lời bằng việc du lịch Việt Nam ngày một phục hồi. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 vượt mốc 1 triệu lượt, ông Quỳnh nói. TAP đã làm một dự báo về lượng khách quốc tế đến từng tháng trong năm nay và số lượng khách thực tế giống như dự báo, theo ông Chính. Trong các tháng tới lượng khách tiếp tục tăng và có thể đạt đỉnh vào tháng 11 với khoảng 1,5 triệu lượt. Tháng 12 sẽ giảm khoảng 1,4 triệu lượt khách vì trùng dịp Giáng sinh và năm mới của khách Tây. Tháng 12 khách quốc tế vẫn đi du lịch nhưng giảm hơn đôi chút. Nhưng tháng 1, 2 sang năm lại tiếp tục tăng, ông Chính nói. Để giữ được đà tăng trưởng, TAP mong chính phủ tạo chính sách thị thực thuận lợi hơn nữa như sớm mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực e-visa. Các địa phương cần quản lý tốt các điểm đến, hình thành những sản phẩm du lịch sáng tạo đáp ứng nhu cầu của khách và để khách có những trải nghiệm ngày càng tốt hơn.